Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Muốn 2020 giàu rực rỡ, tôi xin đừng bỏ qua 4 tháng phát tài này. Những chú trâu có biết tháng phát tài trong năm 2020 của người tuổi Sửu là tháng nào hay không? Trong năm tài chính thịnh vượng thì 4 tháng sau đây sẽ là 4 tháng bạn sẽ hái ra tiền luôn đó. Hãy cùng Lịch Ngày Tốt xem ngay để nắm lấy thời cơ nhé. Tháng 4 âm lịch. Vốn dĩ tài lộc của người tuổi Sửu trong năm 2020 khá tốt, nhưng đâu phải lúc nào cũng tài lộc đầy tay. Tuy nhiên, riêng trong tháng 4 âm lịch này thì bản mệnh hãy yên tâm rằng thần tài sẽ đứng về phía mình. Còn giáp này nhanh chóng nắm bắt được cơ hội hợp tác làm ăn khá lớn, như thế mà làm được những điều không phải ai cũng có thể làm được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể giành được mục tiêu đã định ra từ trước đó. Có điều, tư vi tháng 4 âm lịch này cũng nhắc nhở những chú trâu trở nên vội vàng trong quyết định của mình. Bạn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy của bản thân cùng với những nguồn tin có được từ các mối quan hệ xã hội để ứng biến cho linh hoạt. Một số mối đầu tư tưởng ngon ăn nhưng lại ẩn chứa đằng sau đầy cạm bẫy. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến cho bạn đánh mất bao công sức trước giờ bỏ ra. Tuy nhiên, nói gì thì nói, tháng này thần tài vẫn đang ở bên nên tài lộc thu về vẫn nhiều hơn khả năng mất đi. Nhưng nhớ đừng buông lỏng cảnh giác, đồng thời phát huy hết khả năng của mình là được. Tháng 10 âm lịch. Xem tử vi năm 2020, muốn đón cơ may phát tài thì tuổi Sửu chớ bỏ qua tháng 10 âm lịch nhé. Đây là thời điểm mà hoạn tài lên đến đỉnh điểm, sự may mắn vượt qua cả năng lực bạn có. Tiền bạc có được trong tháng này chủ yếu cũng là nhờ may mắn mà được. Khả năng trúng thưởng, trúng số số cực cao, vận đỏ dồn hết cả vào những chú trâu. Tuy nhiên, con giáp này vốn là người thành thực nên cũng hiếm khi đụng tới mấy trò đỏ đen, thường có thể là nhận quà do bốc thăm trúng thưởng. Cơ may lớn nhất trong tháng 10 âm lịch của người tuổi Sửu sẽ nằm ở việc đầu tư kinh doanh hay chơi cổ phiếu. Có cơ hội thì hãy chớp ngay lấy, tính toán kỹ càng trước khi xuống tiền, nhưng chớ có chần chừ quá mà cuối cùng lẽ ra ôm đốm tiền lớn lại thành đếm tiền lẻ nhé. Xong, tài lộc dễ tụ cũng dễ tán, tiền nhanh đến thì nhanh đi, bạn cần phải có kế hoạch tài chính cụ thể, rõ ràng, biết cách tiết kiệm để giữ tiền cho tương lai, đừng phung phí quá mức. Tháng 11 âm lịch. Tiếp nối sự may mắn trong tháng 10 âm lịch vừa rồi, tháng 11 cũng sẽ là tháng phát tài trong năm 2020 của người tuổi Sửu. Bản mệnh sẽ tìm được thêm cơ hội để khẳng định năng lực của mình. Vì thế tài lộc thu về được trong tháng, ngoài may mắn mang đến thì còn do chính con giáp này giành được. Công việc tiến triển thuận lợi, có khả năng nhận biết tình hình thị trường nhạy bén nên những chú trâu không cần phải đi đâu xa cũng có thể kiếm được tài lộc về tay cho mình. Cần phải chú ý từng chuyển biến trước mắt bởi có thể cơ hội sẽ vượt qua bất cứ lúc nào. Biết đâu đó lại chính là cơ hội đổi đời của bạn. Tháng chạp. Tháng cuối năm vẫn được gọi là tháng củ mật. Tuổi trâu cũng gặt hái không ít tiền bạc trong khoảng thời gian này. Bản mệnh sẽ có thêm nhiều nguồn thu hơn cho mình, khép lại một năm 2020 của người tuổi Sửu cực kỳ rực rỡ. Từ người kinh doanh đến người làm công ăn lương đều có thu nhập lý tưởng. Mức tiêu thụ cuối năm tăng thêm, mang niềm vui đến cho dân buôn bán, còn có khoản tiền thưởng lại làm cho ấm lòng dân công sở. Bản mệnh cần tranh thủ thời điểm này để tăng thêm thu nhập cho mình. Đừng lơ là mà sơ suất trong công việc. Biết đâu bạn sẽ để tuột vượt tay mất những hợp đồng tiền tỷ đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.